Hôm nay lại tiếp tục bàn giao hai em máy mà lại hàng công và rất chi là nhiều. Đấy, đây là mấy bác ở tận gì nhỉ? Gì Lạng Sơn nhỉ? Võ Nhai. Võ Nhai. Thái Nguyên à? Võ Nhai Thái Nguyên. Không quản đường xá xa xôi và tận cửa hàng ủng hộ con máy và lắp cho bộ gấu múc để nhà bác có giá. Đâu cái đấy là cái chốt. Đấy thì sáng là vâng. Tí nữa em cho. Sáng là hàng nó về rất chi là nhiều đây này. Thợ lính đang ráp. Một công và 12 chú. Đấy, máy đấy về nguyên bản đây này. Các bác nhìn này. Đấy. Nguyên bản 12 con và sáng em bán một bác ở tận gì nhỉ? Ô có cái niềm. Một bác ở tận tận Kinh Môn Hải Dương đã lấy em gấu múc là 225 này rồi nhá. Đấy. Kinh Môn Hải Dương đã lấy rồi. Và đây về 12 con đầy nhà. Bác nào có thích mua thì cứ alo cho em. Đây này. Một dãy kia. Và bán biết phay phiên rất chi là nhiều. Phay nước, phay màu đầy đủ hết. Đấy, kiếm kiếc chưa ráp. Đấy, phay đây, phay nước này. Đây này, về này. Các bác nhìn 22 này. Có cả tạ nhá. Dây buộc đầu vẫn còn. Em mới vừa gá lốp nước xong. Đấy. Tay cầm để trèo lên máy. Đấy, con này rất chi là mới. Mới tinh 22. Chạy 286 giờ. Đây 24. Đấy, con 24 này và đẹp như cái con hôm nọ bán. Lốp sau vẫn còn dâu. Đây lại 20 trợ lực. Đấy, và rất chi là nhiều đây. Đáp đầy chặt hết đường rồi. Đây 20 nữa này. Đấy. Một công 12 con. Kia nữa để cả bên kia nữa rồi. 12 chú. Rất chi là nhiều. Bán giao hàng và bán không ngừng nghỉ. Đấy. Nên các bác muốn mua máy chuẩn chất thì hãy đến cửa hàng máy cày Đại Hải Lương Tài Bắc Linh nhá. Vì máy nhà em và bán và đi rất chi là nhiều. Nên không có sợ hàng tồn như những chỗ khác. Yeah. Đấy, đây là đang bàn giao chiếc 24. Đấy. Quay phay im lắm. 18 phay lướt. Im đét vừa hết lốp. Đấy, hướng dẫn cả cái cách xả e đấy nhá, không rồi lại như cái ông ở Kinh Môn vừa lấy đấy. Hướng dẫn lúc nào cũng ừ cái gì cũng biết rồi. Thôi được rồi, cứ cho lên đây để em hướng dẫn cho. Em hướng dẫn cho anh cụ thể vì vừa lấy cái này là về nhà là rất hay tắc dầu. 10 con này đến 9 con đến 8 con tắc dầu ấy. Chứ ở đây nhà em về nó hàng về nhiều, em không có thời gian làm đâu. Ấy, bàn giao cho bác là cả gầu múc để về bác đi xúc xi xúc sỏi. Ấy, lên xe đây này, anh đi ở đây em bảo là đây là đổ dầu vào, lúc nào mà mình đổ dầu vào là nó rất chi là hay tắc bình dầu nhá. Lên hôm nọ ở YouTube cân của em đã hướng dẫn rồi, anh tháo cho em ba con ốc này ra này. Rồi. Sẽ có một đường dầu từ ở trên bình nó chảy xuống. Chảy đây. Công lọc. Công lọc, anh lấy cái cá lê mà gọi là tô vít bốn cạnh, anh tháo ra, anh lấy cái que như que nhỏ nhỏ cái anh thông ngược nó lên. Thông ngược lên bình dầu. Đúng rồi, thông ngược lúc nào mà nó sạch sẽ xong bỏ cả cái lọc này ra, anh rửa sạch sẽ, gọi là xúc sạch sẽ đi. Đúng xong rồi, bắt đầu nắp vào lúc nào mà nó có cả cái gioăng và một cái lò xo dưới này. Nhá. Đúng rồi, để nó đẩy lên, lúc nào mà anh nắp xong bắt đầu là nó mới đầy cái này thì anh phải xả e đây lên nhá. Vặn cái lún xả e này. Thì lúc nào mà muốn nhanh thì anh ngậm thổi rút cái này ra, rút cái cao su này ra ngậm mồm đây thổi lúc nào mà nó thổi lên đây là nó chảy. Ngậm mồm vào đây thổi lúc nào nó chảy ra đây mà nó không có bọt thì anh vặn chặt vào là đè một phát lỗ luôn nhá. Đấy kìa. Đấy, đang cho lên xe đấy. Chi là nhiều. Hai cầu nó lên được ngay. Chứ một cầu thì còn như thế kia không chắc lên được đấy, vừa khít xe. Vừa khít nhỉ. Nhưng mà 2 mét không vào được. Đấy. Mày đấy nhỉ. Vừa khít luôn thế này và anh chạy xuống là anh làm việc luôn. Bác Hoàng. Đấy, đây là máy và nhiều lắm. Đây các bác là ở trên Võ Nhai Thái Nguyên là về phát thấy hàng vừa về phát là các bác lấy ngay. Nên các bác là lấy những cái hàng nó nguyên bản nóng hổi. Đấy, máy rất chi là nhiều. Hôm nay là hàng về thì vài nữa lại về tiếp, mai kia lại về tiếp thì các bác thích xuống nữa lại xem có 265 26 số rìa
và gì nữa? Đuôi móc cái gì? Kéo móc. Kia cho anh cái dài ngoãng kia mà kéo về đỡ phải hàn. Đấy nó dài đấy, về nó vừa nữa. Về nó dài, đằng nào anh phải làm dài ra thế thì kéo bắt đầu mình cua nó mới không chạm vào lốp. Đấy. Đúng rồi. Bắt bốn ngựa, tháo bốn ngựa ốc đi ra anh bắt cái này vào nhá. Đấy. Vàng zin nhật đấy nhá chứ không phải là cái này đút vào như này à? Không phải đút, cái này là về anh tháo cái là cái ô cái răng anh vặn trực tiếp vào đấy luôn. Thế nó dài đấy, không đằng nào với kia anh phải hàn dài ra như thế này thì mới được nhá. Đấy cái đấy tí cầm vào ông lại quên nhá. Đây này. Về dàn phay mới không các bạn? Mới tinh. Ốc thì về nhà anh vặn con của anh ra. Cái này dài lắm. Ô thì bắt buộc anh phải làm dài này, không thì cái lùi cái này nó chạm vào lốp thì lùi làm sao được. Nó phải dài ra hàng mét. Về anh nắp cái thùng móc đằng sau gì? Phải dài hơn cái này nữa thì khéo mới được ấy. Về anh phải nắp cái thùng dài nữa, và không anh cua nó chạm đây này, nó chạm vào đuôi này làm sao chạy được. Nhớ. Có ốc chưa nhỉ, cái này của nó có ốc. Ốc nó có sẵn ở đít kia rồi. Đấy, ốc nó có sẵn ở đấy rồi nhá. Đấy, và đây này, người thì không có người nào. Đây, sơ qua cho các bác con 24 này chắc là như con hôm nọ. Máy đấy. Nguyên, long lanh nguyên. Quá đẹp. Chưa lỗ đâu, toàn bộ đây này em chưa lỗ con nào em lỗ đâu. Đây mới cho lính giáp lốp vào thôi. Đấy, vừa sáng công nó vào đấy. Trong mai ngày kia lại một xe nữa nhá. Công nữa vào. Đấy, đầy đủ các thứ. Các bác thích dòng nào thì có dòng đấy, lốp lác đẹp. Con này thì lại rất chi là đẹp, mới tinh. Nhưng mà nó lại không biết anh Nhật này anh nên làm kiểu gì mà anh đi kỹ càng thế, anh nên lại sơn cả bên trong này màu nó để chống han mốc cái sao này. Lốc này cho anh đây lại còn sơn màu gì đấy. Màu ghi ghi rồi. Đấy. Đấy. Đó, nhìn thấy chưa? Con này 22 mới vào đấy. Dàn đấy 2m2. Phải lước. Đẹp mà đấy. Nhìn đấy. Rất chi là mới. Kìa máy về em đáp lung tung hết này. Cơ mà em về là toàn hàng chẵn đấy. Nên các bác cứ an tâm. Vài nữa thì có mấy con nẻ 5 chuẩn bị về con 225 nữa nhá. À 265. Đây dàn phay nước này. 24 đây. Đó. Rất chi là nhiều. Bây giờ mới ráp giếc vào này. Bình Nhật nhấc đầy lên. Đấy, các bạn nhìn chưa? Về bận kinh như kiểu máy của mình chạy yên như bục hết rồi. Máy rất chi là đẹp. Em chưa lỗ liếc con nào đâu nhá. Mai bắt đầu mới lắp ráp vào mới thử lỗ liếc cho các bác. Xong mới rửa ráy được. Chứ chắc mai cũng chưa rửa được. Về hơn. Mai lại bận. Các bạn nhìn. Đấy, mấy ông tận Võ Nhai, Thái Nguyên, ông ấy lên đây ông xem. Đấy, ông lỗ chạy thử hết con nọ con kia này. Đấy. Rất nhiều. Đấy. Đấy, các bác nào cứ cần máy alo cho em. Máy cày Đại Hải, Liên Tài, Bắc Linh đây 20 trợ lực nhá. Hàng về liên tục, không ngừng nghỉ. 2-3 hôm lại có một công về nhá. Em thì chỉ chuyên dòng chẵn này thôi. Nếu mà các bác mà cứ đến đây thì chắc là không thể đi được chỗ khác. Đây mấy bác ở đây nó 20 mấy con tha hồ chọn đổi lốp liếc các thứ em đổi cho đầy đủ và chỉ việc chạy. Mấy ông này cũng kỹ tính lắm, ông ấy xem đến 7 con thứ 8 ông ấy mới chốt. Đây. Đây. 7 con thứ 8 ông ấy mới mua đấy. Thôi video lại có khả năng đến đây là kết thúc vậy thôi chứ em bận lắm. Em còn tí nữa còn phải ra giáp máy tối đi. Đến nơi rồi. Đấy. Tối trước đến nơi để mà máy đáp bừa bãi ra đường này thì không may công an nó hỏi cũng rất phức tạp. Thế thôi nhá, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bác vào video ngày mai. Hôm nay thì em xuất được 2 con mà không biết đặc biệt hôm nay ngày gì mà lại được 2 con gấu múc. Đấy. 2 con gấu múc liền nhá. Thôi, kính chào quý vị và các bác. Chờ hẹn gặp lại các bác vào video ngày mai.